Ơi, em mới về thêm nè. Đó, đồng hồ quân đội nha. Đang bán rất chạy bên em. Nhúng nước đồ thoải mái, đi tắm, đi bơi, đi lặn là thoải mái luôn nha. Nghe gọi, nghe nhạc. Đó. Quá trời đẹp luôn. Kính nó có chán một cái lớp chống nước nha. Đó, không dính nước nè. Đó. Có loa ngoài, nghe gọi, nghe nhạc luôn. Còn hai con này là đều full tiếng Việt nha cả nhà. Full tiếng Việt luôn, rất là dễ xài ha. Đó, có nghe gọi luôn. Đợi em thử test nghe gọi nha. Máy kết nối với con tròn này trước nè. La bàn nè. Thông tin dữ liệu gọi 900. Đó, cái loa hồi nãy nó vô nước, nó nước vô cái loa nó rè, mình lắc cho nó ra nước. Đó. Rồi bây giờ em thử test test nhẹ cái loa thử coi sao ha. Đã quay nè. Đó. Rất là nhiều chức năng nha, có điều khiển giọng nói đồ luôn nha cả nhà. Máy ảnh, la bàn, máy tính đo huyết áp, đồng hồ báo thức, bấm giờ, tập thở, âm nhạc, chu kỳ sinh lý, thời tiết. Đó. Oxy trong máu, đo giấc ngủ, nhịp tim, thể thao. Đó. Trợ lý giọng nói thường xuyên liên lạc. Mình có thể đổi hình nền được luôn nha, hoặc cài thêm mặt đồng hồ vô được luôn. Đó thì con này là A85 và con này là A83 nha. Đó, con nào cũng đẹp. Uống nước thoải mái luôn nha cả nhà. Đó. Full tiếng Việt luôn. Thì tay tầm trên 16 là đeo ok nha cả nhà. Đó, đây. Đó. Quá trời tuyệt vời luôn, mới hôm nay về thêm mấy chục bộ nữa cả nhà. Đó. Năm 2023 rồi mình phải tiếp cận mấy cái đồng hồ thông minh nha. Đó. Đeo đồng hồ si cũng chán đúng không cả nhà. Con này thì tay anh em nào cũng được hết, ví dụ 16 đô lên thôi. Đó. Full tiếng Việt luôn. Đó. Vuốt trái là trở về nha, chú từ trên xuống là xem thông tin nè. Đó. Dây thì đầu dây 22, mình thích thì mình thay dây sắt dây gì vô cũng được luôn nha. Con A83 này có phiên bản dây thép luôn nha cả nhà. Đó, A83 và A85 nha, full tiếng Việt nha. Đó. Nghe gọi, nghe nhạc, pin trâu, màn đẹp. Tắm rửa bơi lội thoải mái. Rồi em mời cả nhà nha.